Đây nè các bạn, cái đoạn tre mà chúng ta mới vừa cắt lúc nãy nè. Cái đoạn này các bạn thấy cái gì đặc biệt không? Đây nè các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn tre này để làm một cái nái cao su. Và đặc biệt đây là cái nhánh tre các bạn. Nhánh tre này thì tôi sẽ tận dụng để làm gọi là cái thân các bạn, cái thân của cái ná đấy. Và cái phần phiết bên trong này nè, cái phần tròn này nè, thì mình sẽ làm cái chạc ná nha. Cái phần thân là phần cặp ná, là cái phần thân là cái nhánh tre nè. Đấy, chút xíu tôi sẽ chế biến cái ná này cho các bạn xem. Ý tưởng mới thôi, không biết thực hiện ra thì nó sẽ ra như thế nào các bạn. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nha các bạn. Bên hôm nay làm ná tre. Ok, đây cái đoạn tre này thì tôi sẽ cắt chỉ lấy cái phần ngay.
Rồi, ok, kéo ra là như thế này nè các bạn. Đây nè các bạn, cái ná cao su của chúng ta sau khi buộc dây cao su nè. À, hoàn toàn bằng tre nha các bạn, không có chấp nối chỗ nào hết. Đây là một cái khối tre dính liền với nhau luôn. Đây nè, sau khi buộc dây cao su vô nhìn cũng xịn sò lắm các bạn. Đấy, cái này là bắn vô tư rồi, không có sợ gãy gì hết. Tuy là nã chế thôi. Tại tôi chừa cái thân này khá là dài vậy thôi các bạn, chứ mình cầm ở trên đây thôi. Các bạn thấy nã chúng ta như thế nào? Đây là bên dưới phần bình luận nha. Tôi nghĩ cây này là chỉ có 102 nữa các bạn, không có cây thứ hai đụng hàng đâu. Với lại cái chạc này rất là cứng nha các bạn. Ngay chỗ này là ngay chỗ phần mắt mắt che nên rất là cứng luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ test cái ná này sơ sơ giải phát cho các bạn xem ha. Ok. Rồi, đây là ná chúng ta nha các bạn. Mục tiêu chúng ta vẫn là cái lon đó. Bây giờ tôi sẽ test cái ná này thử xem như thế nào. Đây là chạc 7 nên tôi sẽ bắn theo cái chạc 7 của nó quanh hết thử nó trúng không các bạn. Thường ná chế như thế này bắn rất là khó, không có dễ như mấy cái loại ná quanh hết đâu. Rồi, phát đầu tiên chúng là thấy khá rồi đấy. Hai phát. Mấy cái ná chế này không có dễ bắn chút nào trên các bạn. Lúc nhắm kìa chỗ này, lúc nhắm chỗ khác, đúng cái điểm nhắm luôn nhưng mà nó sao sao đó ta. Đó. Nhắm đúng cái điểm đó lúc trúng lúc không, không hiểu được. Cái chạc ná này tôi cưa khá là bằng các bạn, không có bị lệch. Không có bị lệch nhưng mà bắn nó hơi bị lệch sao đó. Chắc là do tôi cầm bi các bạn. Thử nữa đây. Do tay tôi cầm bi các bạn, bị lật lên lật xuống nè. Chứ cái ná này tôi cưa rất là chuẩn mà đâu có lật được. Bắn tệ gì đó mà các bạn kêu hướng dẫn bắn ná tôi không biết bắn sao nữa. Tôi bắn là bắn chơi vui thôi chứ sự cũng không có kỹ thuật gì lắm. Lúc trúng lúc không gì thôi à. Chủ yếu là test mấy cái ná này làm ra, làm chủ yếu làm ná test cho các bạn xem thôi. Phát cuối cùng nha. Không, phát nữa rồi. Phát không phát trúng hoài, buồn quá. Đấy các bạn, ná này bắn cũng khá là ok. Cái chạc này lúc nãy tôi tưởng nó lệch các bạn, nhưng thực chất thì nó không có bị lệch. Tôi cưa cũng rất là chuẩn rồi. Quan trọng nhất cái đầu chạc này nè, cho nó ngang nhau là ok. Nhưng mà ná chế kiểu này bắn hơi khó thì bình thường chút xíu. Đấy, cộng thêm tôi bắn dở nữa các bạn. Tôi bắn vậy mà các bạn kêu tôi hướng dẫn bắn, tôi biết sao hướng dẫn các bạn được nữa. Bắn lúc trúng lúc không các bạn, bắn chủ yếu là bắn chơi vui thôi, chứ không kỹ thuật lắm. Tôi bắn theo kiểu của tôi ná chế các bạn, chứ không đúng kỹ thuật lắm. Đấy, còn cái ná này các bạn thấy như thế nào? Nhìn ra dáng Việt Nam liền. Đấy, ý tưởng của tôi ngày hôm nay các bạn thấy như thế nào, để lại bên dưới phần bình luận nha. Còn riêng tôi thì cảm thấy cũng khá là ok. Rồi bây giờ ngày hôm nay tôi xin kết thúc đây nha. Các bạn nào có ý tưởng về ná thì cứ để lại bên dưới phần bình luận nha. Trong khả năng thì tôi sẽ làm cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video luôn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.